Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, con nghe Thầy giảng về 4 loại bạn bè, con tâm đắc lắm. Trong cuộc đời của con có rất nhiều bạn, nhưng lại chẳng có ai là tri âm tri kỷ. Thật là quen biết đầy thiên hạ, tri âm được mấy người. Kính tri ân Thầy đã có những câu chuyện thật hay và xúc tích ý nghĩa. Cầu chúc Thầy và chương trình luôn được nhiều người yêu mến. Phật tử Phương Học. Kính thưa đạo hữu Phương Học cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, thật là khó để trong cuộc sống hiện tại đây chúng ta có thể tìm thấy một người tri âm tri kỷ. Người ấy có thể chia sẻ với ta tất cả những cái muộn phiền trong đời sống, cũng như những cái điều an vui trong cuộc đời này đối với ta. Người đó chẳng phải vì cái lợi mà tổn hại bạn bè, và cũng chẳng phải vì người bạn kia nghèo khổ túng thiếu không giúp đỡ được mình mà mình hất hủi mình bỏ đi. Khi mà chúng ta có được một người bạn để có thể vượt qua tất cả những khổ nạn của đời sống ta và những thành tựu của đời sống ta, mà người ấy không có bất cứ một cái yếu tố nào của ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm hay xa lánh, thì quả thật là hạnh phúc của một đời người. Thưa đại chúng, có một câu chuyện kể về Quảng Trọng đã khóc Bảo Thúc như thế này. Quảng Trọng và Bảo Thúc là người đã sống vào thời Đông Chu. Một hôm nọ đó thì hay tin là Bảo Thúc chết, cho nên Quảng Trọng đến viếng tang lễ. Và trong tang lễ đó ông ta đã khóc đầm đìa, ướt cả vạt áo. Mọi người xung quanh thấy như thế thì liền hỏi Quảng Trọng rằng: vì sao mà Bảo Thúc này không phải là người thân của ông, không phải người nhà của ông, lại không có mối thân thích nào mà ông lại khóc và tiếc thương đến như vậy? Lúc bấy giờ thì Quảng Trọng mới nói với tất cả mọi người rằng: tôi và Bảo Thúc đây đã từng quen nhau từ cái thời còn nối khố, từ cái thời còn nghèo nàn. Khi chúng tôi đi buôn, Bảo Thúc biết cái gia cảnh của tôi rất là nghèo khổ và cần tiền, cho nên khi chia cái tiền lãi đó thì luôn luôn dành cho tôi cái phần tiền nhiều hơn, mà không nói rằng tôi là người tham lam. Và trong những lần làm những việc nặng nhọc thì Bảo Thúc đã chọn những cái công việc nặng hơn, và biết được rằng tôi cái cơ thể yếu ớt cho nên không thể làm những việc đó. Không phải vì vậy mà Bảo Thúc chê tôi là người yếu hèn. Và rồi sau này khi tôi ra làm quan, 3 lần đều bị bãi chức quan hết. Bảo Thúc không phải vì thế mà chê tôi là kẻ bất tài. Một con người mà đã đồng hành với tôi như thế, đã yêu thương và giúp đỡ tôi như thế, quả thật tôi đã bỏ cái đời sống này để có thể trả ơn họ còn không được. Vậy thì hôm nay tiễn người bạn ân nghĩa như thế này mà khóc có bấy nhiêu thì có gì gọi là quá đâu. Thưa đại chúng, người xưa như vậy đó, họ trân trọng rất là nhiều những cái giá trị mà họ gặp được trong đời sống này. Và chúng ta biết rằng sanh ngã giả phụ mẫu, thành giả ngã bằng hữu. Có nghĩa là người sanh ta ra là cha mẹ, nhưng người giúp chúng ta thành tựu bất cứ một cái thứ gì trong đời sống này đây, hầu như đều là bạn bè hết thảy. Từ khi chúng ta bước chân vào nhà trường, học thầy không thầy học bạn, cho đến khi chúng ta vào trong cuộc sống, những cái nghề nghiệp của mình đôi khi là do bạn bè nó mách nước, nó đưa đẩy. Chính những yếu tố đó làm cho chúng ta hình thành nên cái đời sống của mình ngay hiện tại này đây. Và cũng có những điều trong đời sống này chúng ta không thể nói được với cha mẹ, với vợ chồng, với con cái, mà chỉ nói với bạn bè của mình thôi. Chính những cái yếu tố đó đôi khi lại là sự tháo gỡ những cái điều khúc mắc trong đời sống của mình nhiều lắm. Cho nên ai đã tìm ra được những người bạn chí thân chí cốt của mình, mà trong chữ nghĩa văn chương gọi là tri âm tri kỷ đó, thì chúng ta hãy giữ gìn, vì họ là những điều mà có thể xóa lấp đi tất cả những sự khổ đau, và là người giúp cho chúng ta có nhiều hơn trên cung bậc của sự hạnh phúc nơi đời. Cầu mong cho tất cả đại chúng có được sự lành thiện trong tâm mình, để chúng ta bước vào trong đời này, và bằng cái sự lành thiện đó để chúng ta giúp đỡ mọi người, và cũng bằng cái tâm đó để chúng ta gặp gỡ những người mà cùng cái tâm đó với ta, để rồi mình có được tất cả những sự an vui và hạnh phúc trên cung bậc chúng ta gieo và gặt nơi đời sống này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.